thương tất cả mọi người bình đẳng như con một, nhưng mà không hề thương ai hết, không hề thương ai hết mà là thương tất cả mọi người. Cái lòng thương là mình phải tập cái lòng thương vậy đó. Lòng thương đó là bằng phát xuất từ trí tuệ, từ Bồ Đề. Chứ nếu như lòng thương bằng cái ca mà thương như con một mà chúng sanh nó can cường, năng điều, năng phục, rồi nó làm cái tội lỗi khổ sở đủ thứ, rồi thậm chí nó tù tội, rồi nó chết chóc, mà bằng cái ca cũng âu sầu, cũng ủ rũ, cũng đau khổ gì cái đứa con này, thì làm sao mà thành Như Lai Thế Tôn cho được. Chúng sanh từ bao nhiêu vô lượng kiếp tới giờ chúng sanh vẫn không còn, vẫn còn tồn tại hiện hữu mãi mãi. Thế thì là bao nhiêu người còn truyền nguyên trong phiền não vô minh đau khổ. Vậy mà Đức Phật Thích Ca nở đành ngồi trên niết bàn thì sao? Là sao? Ngài thương con mà Ngài bỏ cho con Ngài dễ đó sao? Xin thưa rằng thương đó, nhưng mà cái lòng thương đó nó giống như là nó đã giật, giống như ánh sáng mặt trời vậy. Mọi người cần dùng đều được hết, động vật, thực vật, khoáng vật đều cần dùng ánh sáng mặt trời được hết. Nhưng mà có loài động vật nào đó tự hủy diệt mình bằng cách là chui hẳn vô trong cái hốc tối mà đi hoài vô mà không chịu trở ra, thì tự mình phải thọ dụng lấy cái tối tâm đó rồi chết trong cái tối tâm đó. Có người nào đó tự hủy hoại cái đôi mắt của mình thì ánh sáng mặt trời tự họ tách xa ánh sáng mặt trời, chứ không phải là ánh sáng mặt trời không đến với họ. Lòng từ bi của Phật không có xa rời chúng sanh chút nào, lúc nào hết, phút giây nào hết. Nhưng mà chúng sanh xa Phật thì tự nó phải gánh chịu cái quả mà do cái nhân của nó làm ra. Cha mẹ rất thương con, tìm con, kiếp con, nhưng mà con bây giờ là mỗi tối là nhắn trên tivi truyền hình, nó nhắn biểu con về cha mẹ đang lo rầu, mà bây giờ miễn mình đi tới chỗ này chỗ kia kiếm mình nó lại đi nữa, rồi mình đi thêm 100-200 số kiếm nó nữa nó lại đi nữa. Thế thì một người đi tìm mà một người đi mãi vậy thì làm sao mà kiếm nó cho được. Do vậy cho nên là cái đạo Phật mà cái lòng từ bi của Phật là Phật thương, nó có điều kiện như vậy. Là cha mẹ kiếm con thì con cũng phải có dụng ý trở về với cha mẹ thì mới có thể gặp nhau. Cha mẹ đi tìm con mà con cứ nghe cha mẹ sắp tới là lại đi nữa, xây lưng mà đi. Thế thì cha mẹ đó nếu mà có si mê, có đau khổ đi nữa cũng là chỉ uổng kiếp mà thôi. Chứ đứa con nó chẳng có nói hoài gì tới mình, mà mình đi tìm kiểu đó thì không cách nào mà gặp nó được, vì nó bỏ mình nó đi kia mà. Thành ra phải tập cái lòng thương đó, phải tập như vậy. Rồi tự khắc các vị nghe là ngay trong cái gia đình của các vị, từ mấy lúc nay đau khổ ha, bây giờ tự hóa giải nhẹ nhàng. Cho nên học cái bài rồi là học cái chỗ đó. Như vậy là cái gì? Cái động cơ của nó để được cái an lạc đó là cái gì? Là trí tuệ. Cho nên cái đạo Phật là từ bi, nó phải đi kèm với trí tuệ. Chứ từ bi mà không có trí tuệ là cái người ngu si, mà có cái lòng tốt. Người có lòng tốt mà ngu si thì người đó cũng không có an lành hạnh phúc được cho bản thân, cho gia đình đâu. Có lòng tốt phải trộn với cái trí tuệ thì sử dụng cái lòng tốt đó lễ cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Thế nên là học Phật là phải không? Học trí tuệ, phải bồi dưỡng trí tuệ. Trí tuệ tức là bát nhã ba la mật. Cái quả Bồ Đề vô thượng là cái đỉnh cao tột của bát nhã ba la mật. Còn nếu mà tình cảm mà đắm đuối mà lặn hụp ở trong cái tình cảm vĩnh viễn đó mà, thì nó đau khổ vĩnh viễn thôi. Cái tình cảm nó giống như nước mắt, nó chảy xuống, cho nên khi mà người ta thương, người ta tiếc là nó ra nước mắt. Cái tình cảm khi thương, khi xúc động gì nó ra nước mắt, nó chảy xuống, nó nặng mà, nó rơi xuống không à, nó chảy xuống. Cho nên cái người tình cảm mà không có lý trí nó khổ lắm. Còn cái người lý trí á, là nó giống như cái hơi lửa, hơi ấm đó, là nó bốc lên. Cái trí tuệ nó nhẹ nhàng, nó bốc lên, nó thoát lên, nó bay bổng lên, nó thành mây, thành khói, nó hòa tan ở trong vũ trụ. Còn tình cảm thì nó ướt át, nó nặng nề, giống như giọt nước mắt nó rơi xuống, mà giọt nước mắt là biểu lộ của tình cảm. Cho nên Phật mới nói rằng là nếu mà
người tu hành, trong đó kể cả người xuất gia, mà nếu mà có sai lầm là Phật cho cư sĩ nam, cư sĩ nữ, vua, quan đều có thể nhắc nhở, đều có thể trị phạt những người làm sai trái, kể cả người sai trái mà xuất gia rồi, mà vua quan cũng có thể nhắc nhở trị phạt, để gọi là hộ pháp á. Thành ra những người hộ pháp như mình không có mà người hộ pháp có thể là chưa cần phải thọ giới để làm những cái việc mà hộ trì chánh pháp mà chưa cần thọ giới. Kinh Đại Thừa là nó vậy đó, cái tư tưởng Đại Thừa nó phóng khoáng vậy đó. Cho nên là thừa gấp mà giới thì quẩn, cái tư tưởng, cái lý trí nó mạnh, còn cái tình cảm nhẹ. Đức Phật giải tiếp: Này Ca Diếp, Như Lai khéo tu cái đức bình đẳng, xem các chúng sanh đồng là con. Tu như vậy gọi là Bồ Tát tu tâm bình đẳng, với các chúng sanh xem đồng là con. Bồ Tát tu tập cái hạnh nghiệp bình đẳng này được thọ mạng lâu dài, khéo biết những cái việc đời trước. Bình đẳng là phải bình đẳng vậy đó, bình đẳng cái cách, cái kiểu như ánh sáng mặt trời mà nãy giờ. Ai tự đi vào hang tối thì coi như tự mình bỏ mất ánh sáng là do mình, chứ ánh sáng không có đi theo người vào trong hang tối. Ai tự hủy diệt đôi mắt mình thì không còn thọ dụng được ánh sáng, chứ không phải ánh sáng không cho cái người mà người kia thọ dụng. Lòng thương của Phật muốn cho chúng sanh an vui hạnh phúc, phải tu hành tam quy ngũ giới, tập thiện tứ tế, tập nhị nhân duyên, vân vân, để mà tiến lên con đường giải thoát. Nhưng mà nếu họ không đi thì tự họ chịu chứ, họ đứng lại thì tự họ chịu, thậm chí họ thụt lùi là tự họ chịu chứ. Phật là năng không nhất thiết pháp, thành giảng pháp nhất trí. Năng không nhất thiết tướng, thành giảng pháp nhất trí. Nhi bất năng, bất diệt định nghiệp. Đó là tam năng, tam bất năng của Phật. Phật nhìn giảng pháp là không có gì, tất cả đều là duyên sanh như quyển. Nhưng mà cái định nghiệp của chúng sanh làm á, mà bảo Phật là giúp giùm cho nó thoát khỏi nghi, Phật không làm giùm được. Đối với Phật thì giảng pháp là giải không, duyên sanh như quyển. Vậy thì cái nghiệp của chúng sanh lẽ ra cũng giải không như quyển, Phật làm giùm được chứ. Nhưng mà không, cái điều đó Phật không làm được. Cái đó gọi là bất năng. Một người nào đó mà thương con, thương cái, thương một cách kỳ quặc mà không cần chân lý, mà bảo Đức Phật: Phật ơi, Phật làm sao cho con bớt khổ đi, vì con thương một đứa con mà kỳ cục như thế. Nhưng mà giờ con không cách nào, mà nếu đứa con đó nó không còn là con không chịu nổi, con chết. Con chết đi nữa là Phật cũng nói thôi thì con cứ con chết đi. Chứ Như Lai không làm sao hơn được hết á. Cái đứa con nó tệ quá, bây giờ nó mang tội tử hình rồi, bây giờ thì Như Lai làm sao được. Như Lai dạy cũng không được, chính bản thân con dạy, con mà dạy con của con mà cũng còn không được. Bây giờ nó trộm cướp, nó giết người, giờ nó tử hình, mà giờ mà con không chịu để cho nó tử hình, con đòi chết theo nó, thế thì con chết là con cũng cứ chết chứ Như Lai thì chịu thua. Cái một bất năng tức diệt định nghiệp là vậy đó. Giúp giùm cái nghiệp của người ta, cái nghiệp nặng nề của người ta đã tạo ra, người ta không tự quá giải được. Cái đạo Phật là phải tự người mẹ là tu sửa hả, chứ mà không có làm giùm được. Năng tri quần sanh chi tánh cùng ức kiếp, sanh tử chi sự như bất năng quá đạo vô duyên. Căn cơ chủng tánh chúng sanh Phật nghe là nghe qua là biết, thấy qua là biết.
nhưng mà chúng sanh vô duyên. Cái điều đó là thấy, thấy qua là biết, nghe qua là biết, là biết được căn cơ chúng tánh của họ. Điều đó Phật biết được. Nhưng mà nhi bất năng quá đạo vô duyên là những chúng sanh mà không có duyên thì họ không có giáo hóa được. Nghĩa là nói họ không nghe, lẽ phải họ không nghe, nhân quả họ không sợ, Bồ Đề Niết Bàn họ không cần. Thế thì cái người đó Phật vô phương, địa ngục ngạ quỷ súc sanh là họ không sợ, Bồ Đề Niết Bàn họ không cần. Thế thì những người đó Phật không có dạy được, coi như không có duyên với Phật rồi đó. Năng độ vô lượng, vô số chúng sanh như bất năng độ tận chúng sanh giới. Phật có thể độ chúng sanh được nhiều lắm, nhưng mà cái thế giới của chúng sanh thì không độ được. Bởi vì có những chúng sanh mà vô duyên thì nó phải chừa cái thế giới cho nó ở chứ. Chứ nó vô duyên mình dạy nó không được, rồi mình làm lấy hết rồi để biến thành thanh tịnh thì đất đâu nó ở. Cho nên là có những chúng sanh vô duyên độ không được thì phải chừa cái thế giới chúng sanh, cái thế giới mà ngũ trược ác thế đó, phải chừa cho nó để nó ở thôi. Do vậy cho nên là mình học đạo Phật là mình học đạo, nhưng mà mình đừng có dạy dỗ, mình hy vọng rằng mọi người đều tốt hết, không có đâu. Người nào tốt thì tốt, người nào chúng tánh tiểu thừa thì học theo tiểu thừa, chúng tánh đại thừa thì nghe theo đại thừa. Còn chúng tánh là ngoại đạo phàm phu thì họ phải chừa đất cho họ sống à. Thank you.